chuyến đi cuối cùng tiễn cậu bé tí hon ca rể về với núi rừng. Sau những ngày túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho ca rể, ngày 8 tháng 11, vợ chồng thầy giáo Đinh Văn Cương cùng người thân đã vượt 70 km để đưa cậu bé về với gia đình ở thôn Gò Gia, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Tiễn em đoạn đường cuối về với núi rừng, trời mưa tầm tã, đường rất khó đi, nhưng vẫn có rất đông người thân, dân làng ra đầu đường để đón ca rể. Thế nhưng do ảnh hưởng của mưa bão khiến đường đất sạt lở, mọi người phải đi bộ qua đoạn đường rừng dài 10 km để đưa ca rể về nhà. Hành trình của ca rể đã kết thúc, nhưng câu chuyện về cậu bé tí hon với nụ cười tươi rói thì vẫn luôn ghi dấu trong lòng của những người luôn yêu mến em. Tạm biệt ca rể.